Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamda Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 27 tháng 10. Bộ Y tế Séc ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm mới coronavirus vào thứ ba và hơn 1.000 bệnh nhân đang ở trong bệnh viện. WHO cảnh báo thế giới chuẩn bị cho đợt bùng phát COVID-19 lớn hơn. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khởi động chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Theo như dữ liệu của Bộ Y tế Séc cho thấy, 2/3 số người nhiễm COVID-19 trong tháng 10 đều là những người chưa hoàn thành tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng. Cứ 5 bệnh nhân thì có tới 4 bệnh nhân chưa tiêm chủng đã kết thúc ở phòng chăm sóc đặc biệt ở trong bệnh viện. Theo như dữ liệu của Bộ Y tế, vào thứ ba đã có 6.274 trường hợp nhiễm coronavirus mới được xác nhận ở Cộng hòa Séc, nhiều hơn gấp đôi so với tuần trước. Chỉ số S hiện giờ là 1,6 và đã có 246 người nhiễm coronavirus tính trên tỷ lệ 100.000 người dân trong vòng 7 ngày qua, tăng hơn 29 trường hợp so với ngày hôm qua. Hơn 300 ca nhiễm COVID-19 mới tính trên tỷ lệ 100.000 người dân trong tuần qua được ghi nhận tại khu vực như Olomouc, Moravskoslezsko, Jihočeské và Jihomoravsko, tiếp sau là Praha. Ở các vùng như Karlovy Vary và Hradec Králové lại ghi nhận số trường hợp nhiễm ít nhất với gần 100 ca. Số trường hợp nhập viện lại tăng lên, có 1.146 người phải nhập viện vì nhiễm coronavirus, trong đó có 166 trường hợp đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Cách đây một tuần, số bệnh nhân chỉ ghi nhận là 649 trường hợp, cách đây 2 tuần chỉ ghi nhận 420 trường hợp. Số trường hợp tử vong do COVID-19 vào đầu tháng 10 chỉ ghi nhận khoảng 3 trường hợp mỗi ngày, đến cuối tuần vừa qua có khoảng 10 trường hợp và đến ngày 25 tháng 10 đã ghi nhận tới 18 trường hợp tử vong. Hiện giờ số người quan tâm đến tiêm chủng cũng đã tăng vọt lên. Chỉ riêng ngày hôm qua, Séc đã áp dụng được cho 32.414 liều. Con số này đã gấp gần 3 lần so với thứ hai tuần trước và gấp gần 4 lần so với 2 tuần trước. Hiện tại tính về mức tiêm chủng so với các nước ở châu Âu thì Séc đang đứng ở mức dưới trung bình, đứng ở vị trí đầu tiên với 92% dân số được tiêm chủng là Ireland, với 91% là Malta, Iceland, Bồ Đào Nha. Đứng ở vị trí thứ 3 là Đan Mạch với 88%, Séc đứng ở vị trí thứ 21. Còn xếp ở cuối bảng chỉ với 23,9% dân số được tiêm chủng được ghi nhận ở nước Bulgaria. Các chuyên gia cho rằng từ tuần tới các biện pháp sẽ cần phải thắt chặt thêm. Dự đoán rằng chỉ cần thêm một tuần nữa thôi, tức là đến ngày 4 tháng 11, số ca bệnh nhân nhiễm COVID-19 cần nhập viện sẽ tăng gấp đôi. Theo như thông tin từ một số bác sĩ cho rằng, tuần trước họ đã phải đi cấp cứu tối đa 1 đến 2 trường hợp nhiễm COVID-19. Tuần này tần suất xe cứu thương phải đi đã tăng lên 7 trường hợp. Càng nhiều tuổi thì triệu chứng về bệnh sẽ càng nặng hơn và vấn đề này cứ xảy ra theo một vòng tròn. Chính vì thế, tuần tới số lượng nhân viên từ trạm vệ sinh dịch tễ sẽ được tăng cường hơn để đi kiểm tra các chủ cơ sở có tuân thủ các quy định của Bộ Y tế hay không. Trong năm tới, nhiều người tiêu dùng Séc có thể sẽ bắt gặp nhiều bao bì thực phẩm có thang dinh dưỡng trong siêu thị. Thang điểm này được ký hiệu từ A tương đương với màu xanh dành cho thực phẩm lành mạnh đến E màu đỏ có ký hiệu sản phẩm với những giá trị dinh dưỡng không cân bằng. Thang dinh dưỡng hiện đã được sử dụng tại Pháp, Bỉ và Đức. Giống như thang điểm đánh giá về sự tiết kiệm điện từ đồ dùng điện tử, từ mức độ tốt nhất là từ A cho đến G, thì đối với thực phẩm cũng sẽ có một đánh giá tương tự như vậy, được gọi là Nutri-Score. Càng ngày có nhiều khách hàng càng quan tâm hơn về việc sử dụng đúng chất lượng các sản phẩm. Nếu năm sau EU phê duyệt thì đó sẽ là bắt buộc tại các siêu thị Séc. Nutri-Score cho phép đánh giá nhanh sử dụng thang màu và các chữ cái từ A đến E, chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm và để xác định trong phạm vi cùng loại ít chất béo nhất, ít ngọt nhất và ít mặn nhất. Điều này trực tiếp cho chúng ta biết rằng A và B là những sản phẩm tối ưu, rằng C phải được tiêu thụ không thường xuyên và rất cẩn thận với việc dùng nó thường xuyên vì nó là thực phẩm có đặc tính xấu hơn. Và các chữ cái D và E, đặc biệt là E, không nên mua các thực phẩm đó vì chúng không tốt cho sức khỏe. Ý kiến của mỗi nước tại châu Âu về việc áp dụng Nutri-Score đều khác biệt. Màu xanh là những nước tại khối liên minh đồng ý như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ. Những nước có màu đỏ là những nước không đồng ý về việc áp dụng Nutri-Score, ví dụ như Hy Lạp, Ý, Hungary và trong đó có cả Séc. Nhắc đến thang điểm dinh dưỡng thì chúng ta cũng phải nhắc đến nhãn năng lượng hiện đang được áp dụng cho đồ dùng điện tử, các khu nhà đất và lốp xe ô tô. Tại đó, Ủy ban châu Âu đã phê duyệt hình dạng mới, ví dụ như giờ đây khi đi mua tủ lạnh, máy giặt đã không còn nhãn năng lượng A3+ nữa mà chỉ còn có ghi chữ từ A đến G.
Những đồ điện tử trước đây được đánh dấu là A3+, thì giờ đây nhãn năng lượng này chỉ có ghi chú bằng chữ cái từ A đến G. Đây là một thay đổi cho các đồ điện tử. Những mặt hàng từng được đánh giá là A3+ đã được đánh giá tụt xuống mức D hoặc F. Không phải đây là đồ điện tử tiêu tốn nhiều điện hơn, mà để cho các nhà sản xuất có nhiều không gian hơn với việc đuổi kịp xu hướng bảo vệ môi trường. Và giờ khách hàng đi mua sắm cũng chú tâm hơn đến đánh giá nhãn năng lượng. Tuy nhiên, việc thay đổi từ EU đã khiến nhiều khách hàng còn bỡ ngỡ. Hầu như khi khách hàng đến tìm sản phẩm như TV, máy giặt, tủ lạnh A+ thì sẽ không tìm thấy nữa. Những sản phẩm này đã bị tụt xuống hạng C, D, F, G. Theo các chuyên gia, nếu khách hàng chọn các sản phẩm là TV với nhãn năng lượng C thay vì chọn E thì trong vòng 10 năm sử dụng, họ sẽ tiết kiệm được 800 korun. Cùng với thang điểm này, đối với máy giặt, số tiền tiết kiệm trong vòng 10 năm có thể là 3.000 korun. Gần đây, những nhãn đánh giá cũng được áp dụng cho lốp xe ô tô với thang điểm từ A đến E, đánh giá mức độ tiếng ồn, mức tiêu thụ, tốc độ phanh trong môi trường ẩm ướt. Hay thang điểm này cũng được áp dụng cho nhà đất, được đánh giá đối lập với môi trường hay mức tiêu thụ năng lượng. Giá cả tăng cũng ảnh hưởng đến các sản phẩm được làm từ sữa. Từ tháng 1 năm 2022, nhà sản xuất các sản phẩm từ sữa lớn nhất Cộng hòa Séc là công ty Madeta sẽ tăng giá hơn 10%. Nguyên nhân là do giá nhiên liệu, năng lượng và bao bì tăng. Công ty Madeta mỗi ngày sử dụng 1.500.000 lao động và sản xuất 900.000 lít sữa. Kể từ thứ Tư ngày 27 tháng 10, Bộ Y tế sẽ áp dụng một số các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 về quy định điều kiện trở về từ nước ngoài sẽ được thay đổi theo chiều hướng dễ dàng hơn. Điều này được thay đổi khi tòa án đã lên tiếng. Các quy tắc mới là sự đáp trả đối với quyết định của Tòa án thành phố Praha đã thông báo trong những ngày gần đây rằng từ ngày 1 tháng 11 họ sẽ phải bãi bỏ một phần các biện pháp của Bộ Y tế. Theo đó, những người trở về từ nhà nước có nguy cơ lây nhiễm cao phải tự cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Wojtek cho biết rằng ông tôn trọng quyết định của tòa án và đã điều chỉnh các điều kiện du lịch. Từ thứ Tư, người trở về Cộng hòa Séc từ các quốc gia có nhóm màu đỏ và đỏ sẫm sẽ không phải tự cách ly, tuy nhiên vẫn bắt buộc điền vào biểu mẫu đến và đeo khẩu trang phòng độc đối với tất cả các du khách trên 6 tuổi đã ở nước ngoài 12 tiếng đồng hồ trong vòng 14 ngày qua. Du khách cũng bắt buộc phải làm xét nghiệm kháng nguyên hoặc PCR nếu du khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để trở về. Điều kiện xét nghiệm không áp dụng cho những người có ít nhất 14 ngày sau khi tiêm chủng đầy đủ, 14 ngày sau liều thứ 2 trong trường hợp vaccine 2 liều, 14 ngày sau khi tiêm chủng đối với vaccine 1 liều hoặc những người đã bị nhiễm COVID-19 trong vòng 180 ngày qua. Bổ sung vitamin vào dưỡng chất tốt lành cho cơ thể cùng Relax. Đặc biệt cứ khi mua một bịch Relax Immuno 1 lít hay Relax Salty 1,5 lít hoặc 0,4 lít có ngay cơ hội trúng xe điện Xiaomi Electric Scooter Essential. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 10 tại tất cả các chi nhánh của Tamda Food và dịch vụ Tamda Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.com/relax. Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo thế giới sẽ ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới hơn và các nước cần chuẩn bị hệ thống y tế để đối phó cũng như sống chung với virus. Takeshi Kasai, giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương phát biểu tại cuộc họp ở Himeji, Nhật Bản cho biết, ngay cả khi chúng ta đã nỗ lực hết sức, giờ đây có vẻ như virus sẽ không biến mất sớm trên toàn cầu. Ông Kasai cho biết, WHO đã làm việc với các quốc gia trên khắp khu vực Tây Thái Bình Dương để chuẩn bị cho kịch bản COVID-19 sẽ trở thành dịch bệnh đặc hữu. Theo đó, ở thời kỳ hậu đại dịch, căn bệnh này sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng các cộng đồng sẽ tìm cách kiểm soát các mối đe dọa của nó đối với cuộc sống hàng ngày. Quan chức WHO cũng cho biết các quốc gia nên quyết định cách xử lý các tình huống riêng của mình dựa trên đánh giá rủi ro thận trọng, đồng thời hiểu rằng làn danh đỏ kéo dài sẽ khiến cho các bệnh viện quá tải. Ông Kasai chỉ ra các biện pháp can thiệp thích ứng điều chỉnh và duy trì để đối phó với virus, đồng thời cho phép nền kinh tế và cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Theo ông Kasai, một thực tế ngày càng rõ là các quốc gia trên thế giới sẽ cần chuyển trọng tâm sang sống chung với COVID-19. Ủy ban tư vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ vào ngày 26 tháng 10 đã khuyến nghị cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Khuyến nghị này sẽ được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cân nhắc và thông qua trước khi được xem xét bởi Ủy ban Tư vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, dự kiến trong tuần tới. Nếu chính thức được cấp phép sử dụng, vaccine của Pfizer có thể sẽ được triển khai
ngay trong tuần tới đối với khoảng 28 triệu trẻ em dưới 12 tuổi ở Mỹ. Pfizer mới đây đã thông báo vaccine của mình có hiệu quả tới 90,7% đối với trẻ em từ 5 tới 11 tuổi. Hãng này sẽ sử dụng 10 microgram cho mũi tiêm đối với trẻ em ở lứa tuổi này, thay vì 30 microgram cho trẻ em từ 12 tới 15 tuổi. Trong một diễn biến liên quan, Moderna cho biết vaccine ngừa COVID-19 của Moderna tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh ở trẻ em từ 6 tới 11 tuổi. Theo dữ liệu ban đầu của quá trình thử nghiệm lâm sàng, vaccine của Moderna tạo ra kháng thể trung hòa virus ở trẻ em từ 6 tới 11 tuổi và ở mức độ an toàn tương đương ở người trưởng thành và trẻ vị thành niên. Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 26 tháng 10 được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trao quyết định chính thức miễn nhiệm chức vụ, tiến gần hơn tới việc nghỉ hưu sau 16 năm lãnh đạo của đất nước. Tổng thống Steinmeier cảm ơn bà Merkel đã dìu dắt đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là nhiệm kỳ 4 năm cuối cùng của bà. Bà Merkel tuần trước cũng nhận lời chia tay ấm áp từ các nhà lãnh đạo EU và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Do Đức chưa chọn được thủ tướng mới, bà Merkel sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí thủ tướng tạm quyền. Trong những tuần cuối cùng ở cương vị này, bà Merkel sẽ dự hội nghị G20 ở Italia và hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow vào tuần tới. Đức đang trong quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 9, khi Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của bà Merkel đã để thua Đảng Dân chủ Xã hội SPD. Chính phủ mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, khi SPD thành lập được Liên minh cầm quyền. Người kế nhiệm bà Merkel trở thành Thủ tướng Đức nhiều khả năng là Olaf Scholz của SPD, từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức trong chính quyền của bà năm 2018. Colin Cowell, Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách của Lầu Năm Góc vào ngày 26 tháng 10 cho biết, tình báo Mỹ đánh giá tổ chức nhà nước Hồi giáo IS ở Afghanistan có khả năng sẽ tấn công Mỹ trong vòng 6 tháng tới. Bình luận trên của Colin Cowell là lời nhắc nhở rằng Afghanistan vẫn có thể gây ra những mối lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia cho Mỹ, ngay cả khi đất nước này đã kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm vào tháng 8. Taliban là kẻ thù của IS và lực lượng này đã chứng kiến nỗ lực áp đặt luật pháp và trật tự sau khi cuộc rút quân của Mỹ bị cản trở bởi các vụ đánh bom liều chết và các cuộc tấn công khác do IS thực hiện. Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Cowell cho biết, vẫn chưa rõ liệu Taliban có khả năng chống lại IS sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8 hay không. Ông ước tính rằng IS có khoảng vài nghìn chiến binh. Tổng thống Joe Biden cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục cảnh giác trước các mối đe dọa đến từ Afghanistan bằng cách thực hiện các hoạt động thu thập thông tin tình báo để xác định mối đe dọa từ Al-Qaeda và IS. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cảnh báo rằng việc xác định và loại bỏ các nhóm như Al-Qaeda và IS là vô cùng khó khăn nếu không có bất kỳ lực lượng quân đội nào trong nước. Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách cho biết Mỹ vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào với các nước láng giềng của Afghanistan về việc tổ chức quân đội cho nỗ lực phòng chống khủng bố. Sau quá trình nghiên cứu, Bộ Kinh tế Đức đã đi đến kết luận rằng việc cấp giấy chứng nhận cho dự án dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ không gây nguy hiểm về an ninh cung cấp nhiên liệu cho Đức và EU. Trong tuyên bố vừa đưa ra, Bộ Kinh tế Đức đã kết luận rằng việc cấp giấy chứng nhận cho dự án sẽ không gây nguy hiểm cho an ninh cung cấp nhiên liệu cho Đức và EU. Bộ này nhấn mạnh họ đã hoàn thành nghiên cứu về vấn đề này và nộp kết quả cho cơ quan mạng lưới liên bang. Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Các chuyên gia cho rằng các yếu tố tiên quyết dẫn đến tình trạng này là mức độ lấp đầy các kho lưu trữ của EU thấp, nguồn cung hạn chế từ các nhà cung cấp và nhu cầu cao về khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở châu Á. Phát biểu tại phiên họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Dai mới đây, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua hệ thống đường ống dòng chảy Phương Bắc 2. Theo lời ông, ngay khi nhận được sự cho phép của cơ quan quản lý Đức, ngày hôm sau sẽ bắt đầu giao hàng. Nhà chức trách Mỹ đã bỏ phiếu tước giấy phép của China Telecom, công ty viễn thông lớn nhất của Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia. Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ FCC nhận định China Telecom chịu sự tác động và kiểm soát của chính phủ Trung Quốc và rất có thể sẽ phải tuân thủ yêu cầu từ chính phủ nước này, trong khi không có đủ quy trình pháp lý để đảm bảo giám sát độc lập. Quyết định của FCC đồng nghĩa với việc công ty China Telecom Americas sẽ phải dừng cung cấp dịch vụ viễn thông tại Mỹ trong vòng 60 ngày, sau gần 20 năm được cấp phép hoạt động. FCC còn cho rằng sự sở hữu và kiểm soát của chính phủ Trung Quốc đối với China Telecom sẽ làm tăng đáng kể rủi ro an ninh quốc gia và rủi ro chấp pháp khi cho phép công ty này và chính phủ Trung Quốc cơ hội để tiếp cận lưu trữ làm gián đoạn hoặc làm sai lệch phương tiện liên lạc của Mỹ.
Một người phát ngôn của China Telecom Americas bày tỏ thất vọng trước quyết định trên, đồng thời quyết định công ty này sẽ thực hiện mọi phương án có thể và tiếp tục phục vụ khách hàng. Đây là động thái mới nhất từ Washington nhằm phản ứng trước khả năng công ty Trung Quốc thâm nhập vào các mạng lưới then chốt của Mỹ. .net. Là tác phẩm mới của Tâm Đạt Foods cùng tham khảo ngay thôi nào. Kẹo Pest Hrosnovi Zucker giá siêu ưu đãi chỉ 8,90 krun. Bánh pha Milky Ovesna Svachinka 5,90 krun. Kẹo dẻo Haribo nhiều kích cỡ chỉ từ 11,50 krun. Bánh Lotus nhân kem sô-cô-la sữa giá 24,90 krun. Bánh Maria Pernit nhiều hương vị như dâu tây, việt quất giá 3,90 krun. Ngoài ra có ngay cơ hội trúng dây điện Xiaomi khi mua một bịch Relax Palpi hay Immuno bất kỳ. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu. Hãy tận hưởng mùa Giáng sinh tuyệt vời của bạn cùng Tamda Foods. Sáng nay ngày 27 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khởi động chương trình tiêm vaccine ngừa Covid cho trẻ em. Như vậy Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước chính thức tiêm phòng cho trẻ. Đây là động thái mới nhất từ Washington nhằm phản ứng trước khả năng công ty Trung Quốc thâm nhập vào các mạng lưới then chốt của Mỹ. Tại điểm tiêm trường tiểu học cơ sở thị trấn Củ Chi, 1.500 trẻ em từ 16 đến 17 tuổi là học sinh lớp 11-12 của 3 trường Trung học Phổ thông Củ Chi, Trung học Phổ thông Tân Thông Hội và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Củ Chi đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên. Vaccine được sử dụng là vaccine Pfizer sản xuất tại Mỹ, theo chỉ đạo thống nhất của Bộ Y tế về tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi toàn quốc. Cùng với huyện Củ Chi trong ngày 27 tháng 10, quận 1 cũng tổ chức tiêm khoảng 300 học sinh khối 12. Đây là hai địa phương được Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em. Sau ngày này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn công tác tổ chức và tiếp tục triển khai mở rộng cho toàn thành phố trong những ngày tiếp theo. Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 780.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cần tiêm. Dự kiến trong 2 ngày, ngày 30 và ngày 31 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Việc tiêm chủng lần này sẽ được triển khai trên diện rộng, tiêm đồng loạt tại tất cả các địa phương theo khu vực trên địa bàn. Dự kiến sẽ có trên 95% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Việc tiêm chủng này đòi hỏi sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em tham gia tiêm chủng. Dự kiến toàn tỉnh có gần 119.000 người tham gia tiêm chủng. Loại vaccine phòng COVID-19 được lựa chọn là vaccine của Pfizer-BioNTech theo hướng dẫn của nhà sản xuất chỉ định cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên và hướng dẫn chuyên môn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế. Dự kiến Quảng Ninh huy động 3.600 cán bộ y tế đã được tập huấn an toàn tiêm chủng tiêm vaccine COVID-19 tại tất cả các đơn vị bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường và các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 14h30 phút ngày 26 tháng 10 theo giờ Việt Nam, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiếp cận và cứu hộ thành công 7 người bị mắc kẹt giữa đập tràn tại công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Trước đó, sáng cùng ngày, ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, cùng đoàn công tác của cơ sở lên đoàn tàu hút cát của một doanh nghiệp để đi kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên sông. Lúc này trên tàu có 8 người, trong đó có 4 cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, 3 thuyền viên cùng giám đốc một công ty khai thác khoáng sản. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày khi tàu gần qua đập tràn Nam Thạch Hãn thì bị chết máy trôi vào vùng nguy hiểm. 8 người đã nhảy khỏi tàu, có 7 người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn Nam Thạch Hãn, còn giám đốc công ty khai thác khoáng sản không may bị nước cuốn trôi mất tích. Sau khi được cứu hộ về bờ, sức khỏe của 7 người đều đã ổn định. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai tìm kiếm người mất tích. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa trình Thủ tướng và Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch về việc phê duyệt đề án đón khách du lịch quốc tế. Theo đề án, Bình Định dự kiến đón khách quốc tế từ đầu tháng 11 với thị trường chính từ Đông Bắc Á, Nga, Mỹ và một số quốc gia châu Âu có thỏa thuận song phương với Việt Nam. Khách quốc tế khi đảm bảo các điều kiện về tiêm vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 và xét nghiệm âm tính sẽ đến Bình Định theo chương trình du lịch chọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức hoặc là khách quốc tế đã nhập cảnh và du lịch ở các địa phương khác trong nước. Hiện nay, dịch bệnh tại Bình Định đã cơ bản được kiểm soát. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng đã được tập trung triển khai. Dự kiến đến cuối tháng 10 sẽ có trên 70% người dân từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vaccine.
Sau khi có quyết định cho phép hoạt động trở lại, các cơ sở du lịch văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã dần phục hồi để phục vụ nhu cầu của người dân và hướng đến phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch trong thời gian tới. Từ ngày 17 tháng 10 đến nay, sau khi được phép hoạt động trở lại, lượng khách đến với rạp phim này ngày một tăng lên. Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, rạp phim chủ động thực hiện giãn cách từ khâu bố trí ghế ngồi, kiểm soát mã QR đối với khách vào rạp. Theo ghi nhận, đến nay đã có 2 trên 8 rạp hoạt động trở lại. Ngồi ăn uống với lại đi cà phê thì cũng chẳng còn nơi nào để đi, nên là em thấy rạp phim là cái nơi lý tưởng nên mình đi đến. Khách hàng á, người ta có nhu cầu xem phim, người ta đã liên hệ với rạp để mà hỏi về lịch chiếu, về phim rất là nhiều. Tuy nhiên mình chỉ chiếu phim cũ, thành ra là cũng không có nhiều phim để mà đáp ứng cái nhu cầu cũng như của khách hàng á. Còn tại các cơ sở văn hóa như nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, các nghệ sĩ đã tập trung tập luyện và hoàn thiện các vở diễn sau khi được thành phố cho phép hoạt động trở lại. Việc tập luyện một mặt để duy trì khả năng biểu diễn của các nghệ sĩ, một mặt sẵn sàng cho những sản phẩm nghệ thuật để phục vụ người dân và du khách. Thì nhà hát cũng linh động, tức là tùy theo vào từng cái mức cho phép để mà tập luyện. Có những lúc là chỉ có 30% diễn viên thôi. Rồi cũng có những lúc là được tới 70% khi mà dịch đã tương đối ổn định. Nói tóm lại là cái công việc tập luyện thì nhà hát luôn luôn phải duy trì thường xuyên và sẵn sàng để có những cái chương trình phục vụ sau khi mà dịch bệnh tạm ổn. Hiện thành phố Đà Nẵng đã mở lại các điểm tham quan du lịch, dịch vụ nhà hàng ăn uống cho người dân trong thành phố. Theo kế hoạch, từ đầu tháng 11, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đón thêm các lượt khách từ các tỉnh thành lân cận và khách nước ngoài. Bên cạnh các sản phẩm du lịch phù hợp, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật cũng đã được thành phố chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ người dân du khách trong thời gian tới. Chiều ngày 26 tháng 10, các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với tổ chức tọa đàm trực tuyến với các đại sứ, các cơ quan thương vụ Việt Nam về xuất khẩu rau quả đi thị trường EU. EU là thị trường lớn thứ ba về xuất khẩu nông sản của Việt Nam, giá trị bình quân trên 3 tỷ đô la Mỹ trong một năm. Thời điểm này, nhiều quốc gia EU đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, dịch vụ du lịch nhà hàng đang dần khôi phục, nhu cầu tiêu thụ rau quả dự báo sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là dịp Giáng sinh và năm mới. Để đáp ứng được một cái nhu cầu rất là lớn trong cái dịp Noel, dịp cuối năm đó, thì các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất nông sản, thủy sản thì cần phải làm sao đó nhận được cái sự hỗ trợ tốt nhất từ các cơ quan chính quyền về chính sách, về cơ chế để mà có thể là huy động lao động ngược trở lại, quay trở lại làm việc ở các cơ sở sản xuất của mình để có thể đáp ứng được những cái đơn hàng. Các đại sứ, các cơ quan thương vụ Việt Nam tại EU khuyến nghị để thúc đẩy xuất khẩu rau quả vào thị trường này, các doanh nghiệp cần đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cao, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường xúc tiến vào hệ thống phân phối lớn hiện đại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ định hướng cho rau quả xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU với cách tiếp cận mới, theo đó tăng cường các sản phẩm đáp ứng nhu cầu về sức khỏe như rau quả hữu cơ, sản phẩm không có chất phụ gia nhân tạo mà hoàn toàn làm từ trái cây hoặc được lên men tự nhiên, hoa quả sấy và các loại hạt, các sản phẩm từ dừa, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp tập trung tạo ra những sản phẩm tiện lợi dễ sử dụng. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.